Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Kinh tế Việt Nam vẫn đang tuột dốc Ngày 19 tháng 9, VOA Tiếng Việt cho hay Chủ tịch Quốc hội thừa nhận mục tiêu tăng trưởng năm 2023 hết sức khó khăn Theo đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hôm 19 tháng 9 thừa nhận Tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2023 chỉ đạt 3,72% Gần thấp nhất trong 12 năm trở lại đây tạo áp lực rất lớn cho hai quý còn lại của năm trong việc đạt được mục tiêu tăng trưởng 6,5% đã đề ra cho năm nay. VOA dẫn nhận định của một hãng tin quốc tế cho rằng, Việt Nam vốn phụ thuộc vào xuất khẩu đã không thể lấy lại động lực kinh tế khi nhu cầu toàn cầu đối với các sản phẩm sản xuất tại Việt Nam bị suy yếu và các thị trường lớn như Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản phải chống chọi với suy thoái. Hình ảnh bài trên VOA. VOA cho biết, phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Xã hội Việt Nam 2023, ông Vương Đình Huệ nói rằng Việt Nam, quốc gia đang phải đối mặt với những cơn gió ngược của kinh tế toàn cầu, sẽ phải nỗ lực rất lớn để đạt được mục tiêu tăng trưởng 6,5% trong năm nay. Việt Nam sẽ rất khó đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP trong năm nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nói. Vẫn theo lời ông Vương Đình Huệ, nhiều động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế trong 8 tháng đầu năm 2023 đang có dấu hiệu chậm lại, thậm chí suy giảm và đang chịu áp lực rất lớn từ bên ngoài, VN Express tường thuật. Trong đó, xuất khẩu hàng hóa tiếp tục bị suy giảm, giảm 10% trong 8 tháng đầu năm và mức giảm mạnh nhất trong cùng kỳ 12 năm trở lại đây theo ông vương đình huệ thị trường trong nước hiện đang chưa được thúc đẩy hiệu quả và thị trường trái phiếu doanh nghiệp bất động sản thì gặp nhiều khó khăn và tiềm ẩn nhiều rủi ro việc thu hút vốn fdi vẫn gặp nhiều thách thức trong dự án quy mô lớn công nghệ cao có tính lan tỏa sâu rộng ngoài ra theo người đứng đầu quốc hội tình trạng chậm triển khai các dự án cơ sở hạ tầng do chính phủ tài trợ cũng đang góp phần khiến cho nền kinh tế của việt nam bị chậm lại Ông Huệ cho biết chỉ 42,4% giải ngân đầu tư công theo kế hoạch đã được giải ngân trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 8. Việc chậm giải ngân vốn công chủ yếu là do các vấn đề pháp lý liên quan đến giải phóng mặt bằng, bồi thường và tái định cư cho người dân sống trong khu vực dự án. Chủ tịch Quốc hội Việt Nam cho biết hoạt động xây dựng chậm lại cũng là lực cản đối với nền kinh tế. Hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ Ông nói Việt Nam được hưởng thẳng dư thương mại chỉ vì các nhà sản xuất nhập khẩu ít nguyên liệu hơn do thiếu nhu cầu sản xuất. Ông cho biết thêm rằng các công ty trong nước đang gặp khó khăn trong việc duy trì khả năng phục hồi trước lượng đơn đặt hàng sụt giảm và nguồn vốn hạn chế. VOA cho biết thêm, Việt Nam đặt ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế cho năm 2023 là 6,5%. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, các tổ chức kinh tế quốc tế đã nhiều lần hạ mức dự báo tăng trưởng của Việt Nam xuống. Vào tháng 7, Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB đã hạ mức dự báo tăng trưởng của Việt Nam trong năm 2023 từ 6,5% xuống còn 5,8% và từ 6,8% xuống còn 6,2% cho năm 2024. Trước đó cũng trong tháng 7, Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF đã dự báo tăng trưởng của Việt Nam từ mức 5,8% xuống còn 4,7% cho năm 2023. Trên thực tế, nền kinh tế Việt Nam đã bắt đầu suy thoái từ giữa năm 2022 khi hàng loạt công ty đóng cửa hoặc cắt giảm việc làm. Nhưng thói quen của lãnh đạo cộng sản Việt Nam là tốt khoe, xấu che nên họ không chịu nhìn nhận thực trạng, chỉ đua nhau khoe khoang thành tích cho đến khi không thể che giấu được nữa thì họ mới chịu thừa nhận. Những yếu tố gây nên sự suy thoái của nền kinh tế Việt Nam không chỉ có tác động của suy thoái toàn cầu mà còn có những yếu tố nội tại như là hậu quả của cả một quá trình dài. Trong đó doanh nghiệp thì làm ăn gian dối, quan chức thì tham nhũng, dối trá. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo d với bản tin Kinh tế Việt Nam vẫn đang tụt dốc. Hai nhà hoạt động Việt Nam đến Mỹ tị nạn. Ngày 19 tháng 9, VOA Tiếng Việt cho biết Việt Nam có hai nhà hoạt động đi Mỹ tị nạn theo thỏa thuận trước chuyến thăm của Tổng thống Biden. Theo đó, hai nhà hoạt động từng bị chính quyền Cộng sản Việt Nam cấm xuất cảnh, đang tái định cư tại Hoa Kỳ, theo một thỏa thuận được đàm phán trước chuyến thăm Hà Nội của Tổng thống Biden. Đó là một luật sư nhân quyền vận động đòi quy trách nhiệm nạn bạo hành của công an và một giáo dân công giáo bị đuổi khỏi nhà. Gia đình của hai người này cũng đang rời Việt Nam để đến Mỹ tị nạn. Một quan chức Mỹ cho biết hình ảnh bài trên VOA. Theo VOA, tại Hoa Kỳ, hai gia đình này dự kiến sẽ được tái định cư theo chương trình tị nạn ưu tiên 1. Hai nhà hoạt động vừa kể dù chưa bị cầm tù nhưng bị cấm rời khỏi Việt Nam. Danh tính của hai người này chưa được công bố. Bên cạnh đó, VOA dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết chính phủ Việt Nam cũng đã đồng ý trả tự do cho hai nhà hoạt động bị giam cầm, theo yêu cầu của phía Hoa Kỳ trước chuyến thăm của ông Biden vào tuần trước. Việt Nam cũng đồng thời ký một thỏa thuận riêng nhằm đạt tiến bộ về tự do tôn giáo và các hoạt động của các tổ chức phi chính phủ NGO ở Việt Nam về các điều kiện giam cầm và về luật lao động. Các chủ đề trong thỏa thuận riêng này được ký kết khi Việt Nam đồng ý nâng Washington lên vị thế ngoại giao cao nhất với Hà Nội, tương tự như Trung Quốc và Nga, nhân chuyến thăm của Tổng thống Biden. VOA cho hay các thỏa thuận này xuất hiện trong bối cảnh chính quyền Biden đối mặt với những chỉ trích về ngoại giao ở Việt Nam, Ấn Độ và Ả Rập Xê Út, những nước từ chối cho công dân hưởng các quyền tự do chính trị như ở phương Tây. Hai nhà hoạt động được trả tự do là nhà hoạt động cho quyền tự do tôn giáo Nguyễn Bắc Truyển và nhà báo Mai Phan Lợi. Ông Truyễn cũng đã cùng vợ sang Đức vào đầu tháng này, VOA cho biết, cộng đồng đấu tranh cho nhân quyền Việt Nam nói tình hình ở Việt Nam hết sức tồi tệ. Tổ chức theo dõi nhân quyền SAWW cho biết, Việt Nam cũng đang giam cầm ít nhất 159 tù nhân chính trị và đã bắt giữ 22 người khác. SAWW nói Việt Nam trong năm nay đã kết án 15 người với mức án tù dài hạn mà họ không được xét xử công bằng. Việt Nam cũng đang soạn thảo các quy định mới nhằm hạn chế quyền tự do ngôn luận trực tuyến, cấm người dùng mạng xã hội đăng những nội dung liên quan đến tin tức mà không đăng ký làm nhà báo theo những người quen thuộc với kế hoạch này. Hình ảnh tin về việc nhà báo Mai Phan Lợi được trả tự do trước thời hạn. VOA dẫn lời ông Ben Swanton, tổng giám đốc dự án 88, một tổ chức bên vực nhân quyền tập trung vào Việt Nam nói, thật phẫn nộ khi tổng thống Biden chọn nâng cấp quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào thời điểm nhà nước độc đảng đang đàn áp tàn bạo các nhà hoạt động, bất động chính kiến và xã hội nhân sự. VOA cho biết thêm, Việt Nam thường thả những tù nhân lương tâm trước các chuyến thăm của Tổng thống Mỹ. Theo một quan chức Mỹ, các quan chức chính quyền Biden đã thúc đẩy việc cấp thị thực xuất cảnh cũng như một bước để bổ sung trong cuộc đàm phán cuối cùng về tuyên bố chung và hậu cần cho chuyến đi mặc dù chúng tôi ước rằng chúng tôi có thể đón thêm nhiều người hơn nữa trước chuyến thăm của tổng thống nhưng chúng tôi tin rằng mối quan hệ hợp tác ngày càng gia tăng và mối quan hệ được củng cố này sẽ mang lại cho chúng tôi phương tiện và quy trình cần thiết để tiếp tục giải quyết những vấn đề này với những người bạn việt nam vị quan chức mỹ cho hay các quan chức hoa kỳ nói họ hy vọng những cuộc đối thoại đó sẽ diễn ra trong các cuộc đối thoại thường niên về nhân quyền với việt nam dù các cuộc đối thoại này đôi khi bị một số nhà hoạt động nhân quyền và quan chức coi là một cuộc trao đổi không đáng kể về các luận điểm, cũng như trong các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Ngoại trưởng Hoa Kỳ Anthony Blinken và người đồng nhiệm Việt Nam Bùi Thanh Sơn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm đề với bản tin Hai nhà hoạt động Việt Nam đến Mỹ tị nạn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất ngọc thơ thời báo d